ngày hôm nay phải nói là quá trời màu sắc luôn ha. Dạ. Nhiều cái phong cách. Buka là phong cách bằng cassette đúng không? Bằng cassette. Mấy cái bằng cassette mà hồi xưa mình à, cái dây dạ. Lâu dây ra đây lôi ra đấy. Cái này là hoài niệm. Không, nói đi đi cô. Cái đồ rửa chén á, cái đồ rửa chén á. Anh nghe nhưng mà không phải cái đồ chuyền nồi. Em thấy chị Buka hôm nay mặc cái đầm giống với lại đôi giày của anh Giang. Anh Giang có thể cho em mượn đôi giày cho hợp không? Không hợp. Anh mang đôi giày em. Kỳ lắm hả? Thì hôm nay có màu tím, màu đen, màu xanh, màu nhiều vàng, màu trắng. Đủ rồi, màu á. Nói chung là đầy đủ màu sắc. Tại vì hôm nay tụi em đi ăn đám cưới của chị Khả Như. Đi ăn đám cưới của chị Khả Như. Dạ. Em là ca sĩ hát chính vào đám cưới. Mời ca sĩ. Chú rể lại. Mà Văn Khoa. Dạ anh Khoa, mời anh Khoa. Dạ mời anh Khoa. Ủa này giống ông Xui hơn á. Em chưa gì đã xui chị. Thôi, sao từ mùa 2 tới mùa này vẫn là thấy bạn Văn Khoa vậy? Thôi bây giờ vậy, lỡ có cô dâu chú rể đây luôn, chúng ta sẽ kể một câu chuyện về cái tình trường sóng gió của họ. Có hơn. Có, mình sẽ kể về câu chuyện tình trường sóng gió của họ là chú rể Mạnh Văn Khoa và cô dâu Khả Như. Đây là một trò chơi. Họ cũng phải chơi. Giống như đi chợ đúng không? Câu chuyện được nối bằng nhiều câu của mỗi người. Mỗi người không được quá 4 chữ. Trời ơi, đúng rồi, phải như vậy á. 4 chữ thôi. Tôi biết Khoa. Và tôi biết Như. Tôi biết Khoa và tôi biết Như là 4 chữ đó. Hai người yêu nhau như hình với bóng. Ok. 4 chữ hết hồn à. Ba mẹ ngăn cấm. Sắp đẻ tới nơi. Vậy có chữa rồi. Đặt con tên gì? Tên Mạc Văn. Tên Mạc Văn. Mạc Văn Mạc. Tên Mạc tên Văn. Mạc Văn. Hoàng Như. Thợ Như. Ủa? Tên Mạc. Tên Mạc Như. Mạc. Tên Mạc Như. Rẹp. Tên Mạc Như. Như. Rẹp. Rẹp. Như là Bình Phong. Anh giải giấu giới tính. Giải giấu giới tính luôn á hả? Tại sao có con? Có trời mới biết. Lại là trời. Lại trời. Mấy đứa bán hàng nó hay vậy lắm. Anh quay người ta mà em quên luôn rồi. Ôi tới tới giờ nói trời mới biết hả? Bình phong của ai? Lên lầu. Ủa có thật là đang chơi trò chơi không vậy? Có đất mới biết. Sao có trời rớt tới đất hả? Có đất mới hay. Tại chị đẻ được. Do tôi mà ra. Tới anh. Trò chơi kết thúc. Đây là vòng cuối cùng, vòng đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Thảo thân mến, con đã có một phần thưởng trong tay của chương trình gửi tặng, đó là 8 triệu đồng. Bây giờ con sẽ có một câu hỏi duy nhất và con sẽ chọn một nghệ sĩ duy nhất để họ sẽ cố vấn cho con trả lời. Nếu con tin mà chính xác thì con sẽ nhận thêm được cái tiền thưởng bí mật trong phong bì mà nghệ sĩ đang giữ. Dạ. Con hãy chọn một nghệ sĩ mà con biết rằng là 10 triệu đang ở đâu đó và nghệ sĩ đó sẽ nói một cái câu trả lời mà con dễ tin, do mình tự lựa chọn. Dạ, con chọn chị Miss Thi. Miss Thi. Hay quá. Bé trên mạng. Miss Thi là một streamer được nhiều bạn trẻ yêu thích. Dạ. Và hay live stream rồi chơi game, là người sống trên mạng. Sống trên mạng. Và câu hỏi này liên quan tới mấy người sống trên mạng. Wow. Vô tình, những này là vô tình nha. Theo khảo sát 500 người, cả nam và nữ, điều tồi tệ nhất của Internet họ nhận thấy là gì? Trời. Wow. Quá dễ luôn. Mọi người nhìn vào em, mọi người sẽ thấy điều tồi tệ nhất Internet. Ủa, sao có thấy rất là tích cực ý mà. Ý là làm đi làm khùng đó anh. Ý, à không, anh Lâm mới đúng. Cái gì? À không, anh Lâm mới đúng. Cái gì? Nói cái gì vậy? Chắc là
Thôi bây giờ mình kể những tích cực của Internet trước đi. Ờ, tích cực của Internet đó là giúp cho mọi người giao lưu, kết nối dễ dàng với nhau hơn, cập nhật thông tin hơn, nhanh hơn. Rồi, và Internet cho nữa, mình một cái nghề đúng rồi, có thêm một cái nghề nữa. Tất cả mọi thứ. À, đó là những cái mảng tích cực, ra còn nhiều cái nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình liệt kê như thế thôi. Nhưng mà về tiêu cực thì cũng có nhiều cái tiêu cực như là bắt nạt nè. Lười hơn. Lười hơn. À, xong bắt đầu gọi là sử dụng điện thoại nhiều hơn. Rồi thông tin giả. Câu hỏi chúng tôi liên quan chữ tồi tệ. Tồi tệ là phải làm tệ nạn. Mấy cái tệ nạn. Anh nói thông tin giả đó, có một lần á báo nó đồn anh chết, nhiễu loạn thông tin á. Những cái thông tin giả là mình hoảng sợ, mình bị lo lắng nhiều hơn nữa. Em còn một cái anh em công kích nhau. Công kích, nhưng mà em nghĩ cái đáng sợ nhất trên mạng xã hội, tồi tệ nhất đó là công kích lẫn nhau, tại vì không biết mặt ai ra ai đúng hết rồi. Thì mình có thể vô chửi. Đúng rồi. Anh livestream chửi đúng không? Ê, không có, anh có chửi. Ý là người ta chửi anh, làm anh bị tổn thương. Giống như anh livestream đi, anh đâu biết em là ai đâu. Em vô comment, ê, miệng ông Lâm rộng ghê, thấy gớm. Là ví dụ, em ví dụ thôi. Anh sẽ cảm thấy là bị đau lòng. Cắt cái này thấy hơi nặng, hơi trọng rồi đó. Ý là anh sẽ cảm thấy bị đau lòng. Thì em nghĩ cái tồi tệ nhất trên Internet đó là mọi người công kích lẫn nhau. Đúng là Internet mà khi mình dùng nó là một công cụ để hỗ trợ cho công việc và cuộc sống của mình thì là điều tốt. Nhưng khi Internet là mình luôn nghĩ nó là kim chỉ nam cho tất cả mọi việc mình làm đều phải là qua Internet, mình sẽ bị là công cụ ngược lại cho Internet. Dạ đúng. Thật ra với Jun đó thì hồi xưa Jun có một bài hát tân thời của Jun đó. Jun cũng có nghiên cứu là Internet và điện thoại đã làm cho con người như thế nào. Thì bài trong phim đúng không? Dạ. Có một cái câu mà Jun rất là tâm đắc, mà bởi vì mình cũng có nghiên cứu giống vậy đấy. Là người bên kia trái đất làm gì em cũng biết tất, còn anh trước mắt em xem như đã biến mất. Câu đó ý là Internet, anh cảm thấy là mình đi ăn với bạn gái của mình hay là đi ăn ở ngồi với gia đình của mình, nhưng mà mình lại không tập trung, không biết, không sống ảo. Rồi sống ảo mà như là mình bị tách rời ra, mình xa cách nhau, làm cho thế giới này nó tưởng là kết nối nhưng mà thật ra không còn kết nối nữa. Nhưng mà em nghĩ là anh Jun nói rất là hợp lý, tại vì anh cũng nghiêng về cái câu trả lời của Jun hơn nhiều. Tại vì giống như khi mà mình sử dụng Internet quá nhiều á, đôi khi mình cứ cắm vào cái điện thoại rồi mình quên đi gia đình, quên đi quan tâm những người thân xung quanh mình. Là không còn dành thời gian gia đình nữa. Dạ đúng, tại vì nó thành cái thói quen mà mình không biết. Rồi, mình còn bên cạnh bây giờ không phải là vấn đề bấm điện thoại nữa, chụp hình đúng không ạ? Gặp nhau chỉ để chụp hình. Nhưng ngày xưa nếu mà thời gian chụp hình đấy, chúng ta có thể trò chuyện, ta có thể giao lưu và tâm sự với nhau rất là nhiều luôn. Bây giờ anh hỏi một câu thôi nè, là mọi người sẽ cái nào tồi tệ hơn nè? Việc ai đó chửi mình trên mạng, mình không chửi nữa thì họ chửi được mấy ngày? Một hai ngày là ngưng. Đúng. Với việc mình cứ cắm đầu Internet và không biết bố mẹ mình đang sống hay chết thì cái nào nặng hơn? Cái đó gia đình thì quan trọng. Nhưng mà phân tích ra thì cái đó mình sẽ cảm thấy rất là nặng. Nhưng mà đó, để cái thời điểm ngay cái lúc mà mình bị chửi với cái lúc mà mình bấm điện thoại trên bàn ăn á, thì cái lúc mình bị chửi mình nhận tiêu cực nhiều hơn. Thế thì lúc mình bị chửi có bố mẹ với không có bố mẹ thì cái nào nhẹ nhàng hơn? Ồ ha. Cái đó. Phải phân tích với cái đó chứ. Có nghĩa là bé Thi phải hiểu là em ở tuổi này và em cảm thấy là cái gọi là Internet nó đang rất là hào nhoáng, quan trọng. Dạ, đúng rồi, đang quan trọng. Thân. Không, mà không có thể tại cái nghề của lớn, em nữa. Đúng, dạ, đúng rồi. Nhưng tại mà với những người lớn và những người đang khảo sát, họ là những người từng trải rồi, thì họ cảm thấy thật sự là mình đang mất đi kết nối với con cái của mình và những người bạn của mình thì sao? Dạ, gia đình rất là quan trọng nhất. Bây giờ là lúc chúng ta nhờ Miss T đưa ra cuối cùng. Chị nghĩ cái tồi tệ nhất của Internet đó là cái đó gọi là làm cho con người xa cách lẫn nhau, không quan tâm là những người xung quanh nữa. Bây giờ hôm nay có một cái may mắn của con là tất cả các anh chị mỗi người đều đưa ra một góc nhìn. Con tin hay không tin Miss Thi? Dạ không. Tin. Tin. Giờ tin rồi. Dạ. Tin. Vì sao? Vì sao lại tin chị Miss Thi? Tại vì like cả ngày cái cũng đâu có nói chuyện gì với tí má nhiều. Bây giờ mới nhận có nghĩa ra. Là khi bạn live stream cả ngày thì không nói chuyện tí má nhiều, thì những lúc không live stream mới nói chuyện được, mà lúc đó nhiều khi tí má đi ngủ rồi. Dạ. Nhiều khi mình có khi nào live tới 12 giờ không? Dạ có. Có luôn. Cái gì mà nói dữ vậy ta? Có gì mà hay dữ vậy? Không, có những cái mình lên nó giống như là mình không có chuyện để nói, nhưng mà có những người ta sẽ comment cho mình có cái để mà mình nói. Cuốn theo. Dạ đúng rồi. Nói chung là tin chị Miss T. Đây là một lựa chọn. Chính xác. Chính xác. Nghe vậy hay quá. Có nghĩa là gì?
ngoài 8 triệu mình đang có, mình lấy được cái phần thưởng trong cái phong bì chị Missy đang giữ. Nhưng mà hên xui là nó bao nhiêu thì mình chưa biết. Dạ. Bây giờ đáp án của chương trình. Ít dành thời gian cho người thân là 38%, nhận thông tin sai lệch là 27%, nhận thấy điều tồi tệ nhất rớt mạng 18%. Đúng rồi Jun, có nhiều người ghiền quá đó Jun. Mà cả ngày mà rớt mạng là quạo lắm chứ. Không đúng rồi. Đây Lê Bảo Lâm đang bán hàng tự nhiên cái rớt mạng tức. Và 16% là ném đá dấu tay, là cái mà công chửi nhau không, không biết họ là ai. Người ta gọi là anh hùng bàn phím đó. À, cao phím. Cao phím. Bây giờ chỉ có chờ đợi là chị Misty đang giữ bao nhiêu tiền thôi. Dạ. Đổi không? Dạ không, không đổi đâu. Có triệu trong đó thôi đó. Có mấy người tươi lắm đó. Thôi nhưng mà con thích chị Misty. Rồi à, tức là mình đã chọn cái vị trí mình thích, mình đam mê rồi thì mình theo tới cùng luôn. Dạ. Thôi chọn đi, tí xíu nhiều chị bù cho. Thôi chọn đi, tí xíu nhiều chị bù cho. Trời ơi, hào phóng quá. Mời Misty mở phong bì. Trị giá 12 triệu đồng. Wow. Quá dữ dội.